xin chào tất cả học sinh yêu quý của thầy, lại là thầy Quân đây. Đối với 2006 chỉ còn vỏn vẹn hơn 100 ngày nữa là chúng ta phải tự mình bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2024. Đây cũng là kỳ thi cuối cùng thi theo chương trình cũ. Thầy tin rằng rất nhiều bạn đang ngồi đây còn bị mông lung về kiến thức môn vật lý của mình. Bằng tất cả niềm tâm huyết, thầy chính thức khai giảng khóa tổng ôn và luyện đề online dành cho những bạn học sinh ở phương xa, và thầy gọi đây là combo về đích vì nó hội tụ tinh hoa kiến thức qua rất nhiều năm dạy của thầy. Vậy vì sao chúng ta nên đăng ký học này và trong học có những gì thì các em hãy cùng tìm hiểu với thầy nhé. Let's go. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với khóa tổng ôn. Ở khóa này thì các em sẽ được tổng ôn toàn bộ lại kiến thức lớp 11, kiến thức lớp 12 và tổng ôn lý thuyết. Vậy đối với khóa tổng ôn 12 chúng ta sẽ học như thế nào? Tổng ôn không phải là học lại từ đầu mà chúng ta sẽ ôn lại những cái kiến thức trọng tâm nhất ở mức độ 8 cộng 9 cộng. Và ở đây chúng ta sẽ làm những bài tập mà tỷ lệ thi lên đến 80 và 90%. Và thầy tổng ôn cho các bạn thì thầy sẽ kết hợp sơ đồ tư duy và bảng hệ thống. Và chúng ta sẽ tổng ôn bằng cách live stream trực tiếp tại nhóm kín. Tức là nó sẽ có cái sự tương tác giữa thầy và trò. Đó, cái giai đoạn này là giai đoạn tăng tốc rồi. Chúng ta sẽ triển khai bằng cái hình thức là live stream trực tiếp tại nhóm kín. Và bây giờ thì thầy sẽ cho các bạn xem cái sơ đồ tư duy và bảng hệ thống. Ở đây khi bạn học tổng ôn với thầy thì các bạn sẽ được tặng sách tổng ôn 12. Các bạn không cần phải viết vào trong vở đâu, vì chúng ta cần phải có cái gì đây? Có cái sơ đồ tư duy, mà toàn bộ cái sơ đồ tư duy này thầy đã vẽ hết vào trong quyển sách rồi. Các bạn chỉ cần nghe thì giảng bạn điền vào thôi. Đấy, theo đó thì cho các bạn xem hết luôn. Được chưa nhỉ? Đây thì bạn thấy này. Thầy sẽ dạy các bạn bằng slide và thầy sẽ có những cái bảng hệ thống rất là đầy đủ luôn, như con lắc lò xo, con lắc đơn này. Đấy. Rồi hình vẽ các thứ này, nó rất là đầy đủ và chi tiết. Đúng không? Cái con lắc lò xo là cái phần mà các bạn thấy lực đàn hồi này, nó là phần tương đối khó đấy của chương 1. Rồi cái phần đồ thị này, rất nhiều bạn yếu đồ thị đấy, đúng không? Thầy ô cho bạn hết. Đấy, rồi đến phần chương 2 là sóng giao thoa sóng. Thì vật lý lớp 12 thì sẽ nặng nhất ở 3 chương đầu tiên. Đấy, giao thoa là nội dung khó nhất của chương 2 đấy, các bạn chú ý vào. Đấy, thầy sẽ ô cho bạn. Rồi điện xoay chiều này, giản đồ vector này. Đó, rồi các cái mối quan hệ này. Nó nhìn rất là, khi bạn đã sử dụng cái sơ đồ tư duy rồi thì các bạn sẽ nhìn nó rất là khái quát. Và các bạn sẽ ôn tập rất là dễ. Nó không giống như chúng ta học từ đầu. Học từ đầu là chúng ta sẽ lấy kiến thức. Còn đây là tổng ôn, là ta có thể tổng ôn theo sơ đồ. Đó, phải tổng ôn chắc lọc, các bạn chú ý vào thầy nhé. Đây, thầy cho các bạn xem luôn cái quyển sách tổng ôn này. Quyển sách tổng ôn này nó sẽ dày khoảng tầm gần, bây giờ thầy không nhớ rõ, khoảng tầm 300 trang thì phải như thế. Đấy, thì nó sẽ gồm có mục lục này. Đấy, các cái phần chương 1, chương 2 là các vấn đề này. Và nó sẽ có bài tập ôn tập và bài tập tự luyện. Đây, bạn thấy không? Cái bảng hệ thống và sơ đồ tư duy này thầy đã kể sẵn cho các bạn rồi. Các bạn chỉ cần nghe thầy giảng rồi các bạn điền vào những cái chỗ còn thiếu ở trong bảng sơ đồ. Rồi chúng ta sẽ có bài tập làm tại lớp. Đó, tức là trong cái quá trình thầy dạy các bạn có sẽ cùng làm với thầy, làm trực tiếp vào trong sách luôn. Sau đó chúng ta sẽ có phần bài tập tự luyện. Đó, rất là nhiều luôn. Có đáp án chi tiết từng câu một luôn. Đấy, các bạn không cần phải xem bất kỳ, không phải kiếm bất kỳ một tài liệu nào khác. Các bạn chú ý vào nhá. Một cái các bạn có trăm không thôi đúng không? Còn đối với quyển sách tổng ôn này thì các bạn không còn thiếu bất kỳ gì cả. Đây các bạn nhìn mà xem. Rất nhiều bài tập luôn. Đấy, cái phần mà có lắc đơn chịu dụng của ngoại lực, nó là phần khó của có lắc đơn nhá, giảm vận dụng cao, thì thầy cũng sẽ ôn tập cho các bạn hết. Được chưa nhỉ? Đấy, rồi toàn bộ phần đồ thị này, có thấy không? Đấy, rất là nhiều luôn. Đấy, các bạn chú ý vào. Đấy. Đấy, đồ thị rất là nhiều, vì chúng ta đi thi chắc chắn là chúng ta sẽ có 3 câu đồ thị. Đúng không? Rồi đến cái phần này, bạn thấy không? Toàn bộ các sơ đồ này, các cái thứ này. Đấy, bạn xem qua một chút. Thì cái quyển sách này chúng ta sẽ được tặng nhé. Đấy, học chúng ta không cần vở, dùng sách của thầy luôn. Được chưa? Đấy, giao thoa, giao hiếp này. Vận dụng cao đầy đủ hết luôn. Nhiều câu vận dụng cao phết đấy, các bạn chú ý vào. Đấy, rồi điện xoay chiều này, bạn thấy không? Đó, thì đó vấn đề là sách nhá. Nào, tiếp theo thì cái thời gian mà chúng ta tổng ôn thì chúng ta sẽ tổng ôn 2 buổi một tuần, và tối thứ 3 và tối thứ 5 lúc 22 giờ. Và khóa tổng ôn 12 này sẽ bắt đầu khoảng đầu tháng 3 nhé. Các bạn chú ý vào cho thầy. Tiếp theo là đến với khóa tổng ôn lớp 11. Thì bạn nhớ là lớp 11 của chúng ta sẽ gồm có 7 chương. Và trong đề thi đại học của chúng ta thì nó sẽ có từ 5 đến 7 câu. Và nó tương đối nhẹ thôi. Nhẹ ở đây với một vấn đề là các bạn phải nắm được những kiến thức cơ bản. Thì đối với khóa tổng ôn lớp 11 này thì chúng ta vẫn sẽ kết hợp sơ đồ tư duy và bảng hệ thống. Và các bạn cũng được tặng một cái quyển sách tổng ôn 11. Giờ những cái hình thức học của chúng ta ở đây là chúng ta học theo các cái video bài giảng tại web. Vì các bạn thấy là thời gian của chúng ta không có nhiều. Đó, các bạn nhớ nhé, vì thầy cũng không thể nào livestream cho các bạn quá nhiều được. Lên cái khóa tổng ôn 11 này thì chúng ta sẽ học theo các video bài giảng ôn tập tại web luôn. Đó, bạn thích học lúc nào cũng được. Bạn rảnh một cái bạn vào học. Giờ vì bạn nhớ là cái lớp 11 này kiến thức tương đối nhẹ, nó không có quá nặng đâu. Thì đây thầy cho các bạn xem cái quyển tổng ôn lớp 11. Quyển này nó rơi khoảng tầm 100 trang thì phải, hay 200, 250 thì không nhớ rõ. Thì cấu trúc của nó thì vẫn giống như cái quyển tổng ôn 12 thôi.
Đấy, các chương lớp 11 này, cũng sơ đồ tư duy này. Đấy, cũng có phần chúng ta làm trong lúc học này. Và cũng có phần tự luyện ở nhà này. Đấy, các bạn nhìn một chút này. Đấy, thầy đã cho các bạn bảng hệ thống này, tất cả kiến thức trọng tâm này. Thì các bạn ô như này nó rất là chi tiết rồi. Đó, bạn sẽ lấy lại được những cái kiến thức mà các bạn đang bị quên. Đây, để cho các bạn xem luôn này. Đây nhá, thì khi các bạn đăng ký này thì các bạn sẽ được add vào một cái khóa học ở trên web đây. Đó, và trong khóa này của chúng ta thì các bạn sẽ có một cái khóa là khóa tổng ôn vật lý lớp 1 dành cho 2K6 đây. Đấy, để cho zoom to lên một chút nhé. Đây, bạn thấy không? Thì trong này đã đang có những cái video rồi. Thầy sẽ cập nhật đầy đủ các video luôn. Ví dụ như trong chương 1 này thì đã có đầy đủ các video ôn tập rồi. Đó, được chưa? Còn một số các cái chương khác thì thầy đang cập nhật nốt này. Cũng rất là nhanh thôi, gần như là xong hết rồi. Đấy, thì khi các bạn đăng ký là bạn sẽ được nhận quyển sách tổng ôn 11 và các bạn sẽ tiến hành thì ôn tập trực tiếp tại trên web của thầy. Đó, bạn cứ vào web một cái là các bạn thì ôn tập được luôn. Quên chỗ nào chúng ta vào chúng ta ôn tập ngay, được chưa nhỉ? Thì đó là khóa tổng ôn lớp 11. Đấy, không chỗ nào tặng các bạn khóa tổng ôn 11 đâu. Các bạn lưu ý vào gần như là các bạn phải tự học, tự ôn lại lớp 11. Nhưng đối với thầy, thầy nghĩ là lớp 11 các bạn quên rất nhiều luôn. Nên thầy đã thiết kế một khóa tổng ôn 11 rất là chất lọc, cô đọng và gần như chắc chắn 100% các câu ôn tập này nó sẽ xuất hiện trong đề thi luôn. Các bạn chú ý vào, rất nhiều năm rồi, được chưa nhỉ? Đó, tiếp theo nhá. Tiếp theo của chúng ta thì nó sẽ đến cái khóa tổng ôn lý thuyết, tức là các bạn sẽ được tặng cuốn sách 7 ngày chinh phục lý thuyết rất độc quyền của thầy luôn. Vì sao thì nói cuốn sách này độc quyền? Vì thứ nhất là nó được in màu những cái phần hệ thống kiến thức lý thuyết. Cuốn sách này chỉ có lý thuyết thôi nhá. Được chưa? Đấy, tặng sách 7 ngày chinh phục lý thuyết và chúng ta sẽ live stream kết hợp học web. Cái cuốn 7 ngày này thì nó là 7 cái chương lý thuyết của vật lý lớp 12. Thì toàn bộ 7 chương này thầy đều đã có những cái video chữa chi tiết từng câu một rồi. Và ở đây thầy sẽ đưa thêm cho các bạn một số cái đề ôn tập lý thuyết nữa, khoảng tầm 10 đến 15 đề ôn tập lý thuyết nữa. Thì những cái đề ôn tập lý thuyết mới này thì chúng ta sẽ live stream. Còn tọa cái cuốn sách 7 ngày chung lý thuyết này thì đã có cái video chữa ở trên web rồi. Thì đối với khóa tổng ôn lý thuyết chúng ta sẽ live stream kết hợp học ở trên web. Chưa nhỉ? Đây, thầy cho bạn xem luôn cái cuốn 7 ngày chung lý thuyết, một cuốn sách độc quyền luôn. Thì bạn biết, bạn phải cùng xem với thầy thì bạn mới biết cái sự chi tiết của cuốn sách này là như thế nào. Đây, các bạn cùng theo dõi thầy nhá. Đấy, nó cũng có chia các mục lục này đấy, thầy không? Cái phần này in màu 100% và nó chỉ có lý thuyết thôi. Đấy, các loại dao động này, rất đầy đủ luôn, hình ảnh rõ nét luôn. Ở đây nó không có bài tập nhá, nó chỉ là lý thuyết thôi. Mỗi chương khoảng tầm hơn 100 câu. Đấy, bạn nhìn không? Đấy, và cuốn sách này của chúng ta thì có đáp án chi tiết luôn. Các bạn có thể làm xong và chúng ta có thể check đáp án chi tiết luôn. Và nó có cả video chữa luôn. Đấy, tiếp theo chúng ta có thể xem đến chương 2 này. Đây, các bạn cùng này. Chương 2 của chúng ta thì cũng rất là đẹp, rất là nhiều lý thuyết này. Lý thuyết và công thức nhé. Đấy, rồi các loại sóng âm này, hạ âm này, âm thanh này, siêu âm này đều có hình ảnh minh họa hết, bạn thấy không? Các bạn nhớ bằng hình ảnh bao giờ chúng ta sẽ nhớ lâu hơn rất là nhiều luôn. Đấy, rồi điện xoay chiều thầy cũng sử dụng bằng bảng hệ thống này. Cái này in màu hết nhé, các bạn chú ý vào. Đấy, rồi các cái bước thực hành thí nghiệm này, đồng hồ đo điện các thứ này, cái này bạn quên nhiều lắm thì không, quyển sách này của thầy sẽ có hết nhá. DCA rồi ACV các thứ đấy. Đấy, rất là nhiều. Đấy, rồi đến cái chương 5 này của chúng ta là cái chương mà thi khá là nhiều lý thuyết, sóng ánh sáng này. Đấy, các loại tia này, hồng ngoại tử ngoại, thấy không, hình ảnh quá đẹp luôn. Đấy, in màu hết đấy nhá, cái phần nốt lý thuyết này in màu hết. Đấy, các bạn chú ý vào thêm một chút. Thì đó là vấn đề về quyển sách tổng ôn lý thuyết 7 ngày chinh phục lý thuyết, được chưa? Đấy, thì các bạn lưu ý giúp thầy là khi chúng ta đăng ký cái khóa tổng ôn vật lý, được chưa, tổng ôn, thì bạn lưu ý là nó đang có ưu đãi này. Đây, các bạn chú ý cho thầy một chút là ở đây nó đang có ưu đãi về khóa tổng ôn này là 599k. Các bạn sẽ được tặng 3 sách tất cả, sách tổng ôn 11, tổng ôn 12 và sách 7 ngày chinh phục lý thuyết nhá, được chưa nhỉ? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với khóa luyện đề. Thì khóa luyện đề này thì chúng ta sẽ học như thế nào và chúng ta sẽ luyện đề như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm đề tại web và có điểm ngay sau khi các bạn làm xong. Và nó sẽ có cái thời gian quy định chúng ta làm một đề trong thời gian là 50 phút. Và sau 50 phút đó chúng ta sẽ có điểm luôn. Và chúng ta sẽ có thể check ngay được câu nào chúng ta đúng, câu nào chúng ta sai. Tẹo nữa thầy cho bạn xem ngay. Được chưa? Và thầy sẽ live stream chữa chi tiết từng câu một. Đây, thầy cho bạn xem luôn nhé. Đây, ví dụ như cái khóa luyện đề này thì thầy chưa update đề vì đề là đề mới tinh. Đó, thì thầy sẽ cho các bạn xem qua cái khóa. Đây, khi bạn đăng ký khóa luyện đề thì các bạn sẽ được tặng một quyển sách là 20 đề tự luyện. Đó, thì đây để kích thử cho các bạn vào một đề bạn làm nhé. Đây. Đấy, bắt đầu làm bài này, ví dụ như này là có thời gian quy định đây. Đó, thời gian quy định của chúng ta thì nó sẽ là 50 phút trong một đề. Đấy, các bạn thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy thì chúng ta phải dùng máy tính hết đúng không? Thì đây chính là một cái cơ hội để cho các bạn có thể nâng cao cái kỹ năng làm bài tập trên máy tính của chúng ta.
Một số bạn không thích thì chúng ta cũng có thể in đề ra chúng ta làm, sau đó điền đáp án lên đấy. Được chưa? Các bạn chú ý vào. Đây thầy điền linh tinh với đáp án nhá. Đấy, sau đó chúng ta ấn vào phần nộp bài này. Đấy, và chúng ta sẽ có điểm ngay. Đấy, thầy khoanh bừa mấy câu này. Đấy, thì bây giờ điểm chúng ta đây, đây thầy khoanh bừa nhá, đúng không? Thì bạn sẽ có những câu bạn làm đúng này, nó sẽ có check ngay câu nào chúng ta làm đúng này, câu nào chúng ta làm sai. Đó, gọi như là làm xong cái là biết điểm ngay. Và thầy sẽ chữa chi tiết cho các em từng câu một luôn. Đấy, các bạn lưu ý vào từng câu một luôn. Để chúng ta biết là sai ở đâu. Được chưa nhỉ? Thì đó là về khóa luyện đề. Đấy, các bạn lưu ý là khi các bạn đăng ký khóa luyện đề thì chúng ta sẽ được tặng gì? Tặng 20 sách. Được chưa? 20 đề tự luyện. Cái đề tự luyện là 20 đề này của chúng ta nó không liên quan gì đến cái đề chúng ta luyện trong khóa nhé. Cái 20 đề này là chúng ta sẽ tự luyện và chúng ta sẽ có video chữa của 20 đề này rồi. Đấy, thầy cho các bạn đủ đề luôn. Rất nhiều đề luôn, không cần phải kiếm cái gì trên mạng ở đây. Khi các bạn đăng ký thì các bạn sẽ được add vào cái khóa 20 đề tự luyện. Đây, thầy cho bạn xem này. Đây, sách 20 đề tự luyện, được chưa? Tức là trong cái này của chúng ta đã có đủ video chữa của 20 đề rồi. Đấy, thấy không? Cái này là tặng kèm các bạn nhé. Đấy, để cho các bạn mà muốn làm thêm đề thì các bạn có thể có đề làm ngay rồi. Không phải kiếm ở đâu cả, được chưa? Đấy. Thì đó là khóa luyện đề. Và khóa luyện đề của chúng ta đang có cái giá ưu đãi là 499k. Tuy nhiên các bạn nếu đăng ký combo, combo này thì gọi tắt là combo về đích, thì nó gồm có khóa tổng ôn, khóa luyện đề và cả khóa thực chiến nữa. Khóa thực chiến tức là chúng ta sẽ live stream chữa chi tiết các gì đấy, các đề thi thử mới nhất của tất cả các trường trên gì đấy trên toàn quốc. Không phải tất cả, tức là thầy sẽ chọn lọc ra những đề nào hay nhất, sát nhất và một số trường nào hay ra đề thi trùng và đề thi học thì thầy sẽ live stream chữa bạn. Đấy, thì đối với giá, đối với các bạn đăng ký cả combo này thì nó đang có ưu đãi là 990k và chúng ta sẽ được tặng tổng cộng là 5 sách tất cả. Tức là chúng ta sẽ được tặng sách tổng ôn 12, tổng ôn 1, 7 ngày lý thuyết, sách sổ tay vật lý lớp 12 in màu 100% và sách 20 đề tự luyện. Đó. Thêm nữa thì các bạn sẽ được tặng gì? Tặng khóa chuyên đề 12. Tức là bây giờ sẽ có một số bạn chưa hoàn thành kiến thức lớp 12 thì chúng ta sẽ được tặng khóa chuyên đề lớp 12. Đó, đây để cho bạn xem luôn. Đây thì bạn khi bạn đăng ký combo này, được chưa? Thì các bạn sẽ được tặng này, đây toàn bộ khóa chuyên đề. Đấy, 7 chương vật lý lớp 12, cả khóa ôn tập giữa kỳ này, giữa kỳ 2 rồi cuối kỳ 2. Đấy, tặng các bạn hết. Được chưa? Ngoài ra thì các bạn khi chúng ta sẽ có một ưu đãi khi chúng ta đăng ký theo nhóm. Tức là nếu bạn đăng ký hai bạn cùng đăng ký thì mỗi bạn sẽ vẫn là một tài khoản riêng, vẫn là một phần quà sách riêng, nhưng giá sẽ không phải là 990k nữa mà các em sẽ được trừ đi 50k, giảm 50k. Còn nếu bạn đăng ký theo nhóm 3 người thì bạn sẽ được giảm 100k. Còn nếu bạn đăng ký theo nhóm từ 4 người trở lên thì các bạn sẽ được giảm ngay 200k. Đó, thì các bạn thầy khuyên thật là các bạn nên đăng ký cái combo online về đích này, thì nó sẽ tiết kiệm hơn và chúng ta sẽ được nhận nhiều ưu đãi hơn và chúng ta học nhiều hơn, được chưa nhỉ? Thì đó là toàn bộ gì đây, cái các cái khóa trong cái combo về đích cho 2K6, một cái khóa học mà các bạn nhất định không được bỏ qua, được chưa? Vừa rồi thầy đã giới thiệu sơ bộ về khóa học. Đây không chỉ là combo tăng tốc cho những bạn học sinh khá giỏi mà còn là cơ hội cho những bạn còn lại có thể lấp đầy lỗ trống kiến thức của mình, một phiên bản hoàn hảo nếu chúng ta biết tận dụng thời cơ làm đòn bẩy. Vậy hãy để thầy đồng hành cùng em trong đoạn cuối cùng này để giúp chúng ta có thể bước chân vào môi trường mà chúng ta hẳn mong muốn. Vậy hãy đăng ký để có kết quả tuyệt vời nhé.